Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một combo máy bay FPV. Đó, các bạn có thấy gì không? Máy bay mini có kèm camera, kính FPV, tay điều khiển. Đó thì cái sản phẩm này mình vừa đặt mua trên banggood.com. Đó thì bây giờ sẽ là xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một combo máy bay FPV cực kỳ nhỏ gọn. Đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Nó con này có thể bay trong nhà lẫn ngoài trời cực kỳ ok luôn nha các bạn. Nó thì con này có tên là Eijin E013 Plus. Một sản phẩm mà mình thấy rất là thích hợp dành cho các bạn ban đầu bước vào đam mê bộ môn Quad Racing FPV này. Mua con này tập bay là cực kỳ ok luôn. Nó thì con này có những chế độ bay rất thích hợp dành cho các bạn mới chơi cũng như là dân chuyên nghiệp luôn các bạn. Nó thì là chế độ bay tự giữ độ cao nè. Nó sẽ giúp cho máy bay chúng ta ổn định được độ cao nào đó, thì các bạn chỉ cần điều khiển tiến lùi trái phải thôi. Rất chi là đơn giản đó các bạn. Và một chế độ bay bình thường như những chiếc bay khác, khi các bạn đeo kính FPV, các bạn bay thì cũng quá là bá đạo luôn. Và đặc biệt một chế độ bay mà giống những size lớn khác, đó chính là chế độ bay không cân bằng, chế độ bay Agro đó các bạn. Khi các bạn đeo kính này vô nè, bay chế độ bay Agro thì là cực kỳ phê luôn nha các bạn. Đó, và đặc biệt một cái bá đạo của con này đó chính là nó có thể tự lật ra được các bạn. Khi các bạn bay mà lật ngửa như thế này đi thì các bạn chỉ cần bấm nút khởi động motor thôi, nó sẽ tự lật ở nhà luôn. Đó là cực kỳ bá đạo các bạn. Những size lớn có thể có những con không có chức năng này luôn, nhưng mà con mini này lại có. Đó, thì tuy là nhỏ gọn nhưng mà theo thông số của nhà sản xuất ghi thì con này có thể bay ở bán kính là tầm 100m nha các bạn. Cực kỳ ok luôn. Và thời gian bay của con này mỗi một pin là tầm 5 phút. Quá chi là tuyệt vời các bạn ơi. Đó thì bây giờ mình cũng không biết nói gì hơn với các bạn luôn. Thì bây giờ mình sẽ quay cảnh khui hộp cho bạn xem. Khi các bạn mua sẽ gồm có những gì, và hướng dẫn các bạn bay và bay thử dài dòng cho bạn xem chơi về con 013 Plus này. Cực kỳ bá đạo này nha. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp cho bạn xem chơi nha. Đó thì khi các bạn mua cái sản phẩm này về E013 Plus đó, là cái hộp như thế này nè các bạn. Đó, nó sẽ ghi một số thông số cơ bản này kia, cấu hình này kia trên này luôn. Thì các bạn có thể tham khảo thêm nha. Đó thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem nha. Đó, khui nha các bạn. Đó, thì vừa khui ra các bạn sẽ thấy mặt em nó luôn. Đó, E013 Plus. Rất chi là đẹp nha các bạn. Đó, khui ra nè. Thì trong này tuy là cái hộp nhỏ gọn nè các bạn thấy không, nhưng mà trong này đồ chơi là bao la nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ về em nó thôi. Đó các bạn thấy không, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Đó, camera này kia nhìn rất là trong vắt luôn. Đó, ok, thì bây giờ mình sẽ bỏ em nó qua bên nha. Đó, đặt em nó lên đây đi. Đó, còn đây chính là cái tay điều khiển nữa bạn. Tay điều khiển nhìn khá là hầm hố nha các bạn. Đó, mấy cái tay điều khiển, mấy cái nút này nè bạn, nhìn mình thấy rất là nhạy luôn. Rất chi là ok nha các bạn. Đó, thì sau lưng này nó xài 2 viên pin nè, 4 viên pin luôn các bạn. Thì mình cố gắng sẵn vô rồi. Đó, và một số chức năng cơ bản là chút xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn bay luôn nha. Còn đây chính là cái kẹp của điện thoại. Mà khi các bạn mua cái VRX OTG cho điện thoại thì các bạn mới sử dụng được cái kẹp này các bạn. Còn không thì bình thường các bạn sẽ xem qua kính thôi. Đó, thì mình sẽ bỏ qua đây. Mình sẽ dở tiếp bên trong cho các bạn xem. Đó, thì đây chính là sách hướng dẫn của con E013 Plus. Thì chút xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn bằng tiếng Việt rồi, rất là đơn giản luôn các bạn. Đó, còn đây chính là cái kính FPV này các bạn ơi. Đó, khui cho các bạn xem nha. Đó, Eijin VR006 các bạn. Nó rất chi là nhỏ gọn luôn. Đó, nhìn rất là đã nha các bạn.
cực kỳ ok. Còn đây chính là cái dây đeo nè, chút xíu mình sẽ gắn vô luôn. Còn đây chính là cái sách hướng dẫn của kính. Đó, đồ chơi rất là nhiều các bạn. Còn đây sẽ là anten cũng như là cáp sạc USB cho kính, à, cũng như là mấy cái phụ kiện linh tinh đi kèm đó các bạn. Đó, giở tiếp bên trong cho các bạn xem nha. Đó, thì bên trong này sẽ là tu vít nè, và bốn cánh thay thế. Đó, đồ chơi bao la nha các bạn. Và ở đây một viên pin đi kèm thêm luôn nè, viên pin thêm nè, và một cái cục sạc cổng USB. Đó, các bạn thấy không, nhìn đồ chơi rất chi là bao la luôn nha các bạn. Đó, cái combo này là đồ chơi full full combo luôn các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ trở lại với nó nè các bạn. Đó, mình sẽ cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy không, E013 Plus nhìn rất là đẹp nha các bạn. Đó, con này cầm cũng khá là nặng nè, motor nó xài motor size rất là lớn nha các bạn. Thì như nãy mình nói có thể bay trong nhà và ngoài trời cực kỳ ok luôn. Nó thì ở đây nó sử dụng nguyên pin là 500mAh 3.7. Thì như nãy mình nói thì con này có thể bay trong thời gian là tầm khoảng 5 phút nha các bạn. Thì 5 phút là khá là ok các bạn ơi. Đó, còn đây chính là cái camera của em nó nè các bạn. Đó, mình cho các bạn xem xung quanh nha, nhìn rất là đã nha các bạn. Đó, ok. Thì bây giờ mình sẽ bay thử vài vòng và hướng dẫn các bạn bay luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bay con E013 Plus này nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ ghim pin vô máy bay, rồi sau đó đặt máy bay lên một mặt phẳng nha. Đó, rồi sau đó các bạn mở nguồn tay điều khiển lên bằng cách nhấn vào cái nút màu xanh đó này nè, nhấn vào một cái. Rồi sau đó các bạn chỉ cần đẩy lên, đẩy xuống như vậy đã kết nối ok đó các bạn. Thì để khởi động motor thì các bạn chỉ cần bấm vô nút R một cái thôi. Đó, thì máy bay chúng ta sẽ khởi động, bấm rồi nó tắt. Thì bên trái chúng ta sẽ là cần ga, khi các bạn khởi động motor xong, các bạn chỉ cần đẩy từ từ máy bay sẽ bay lên. Còn hạ xuống thì các bạn kéo xuống, xoay sang trái, xoay sang phải. Bên đây sẽ là bay tới, bay lui, tạt sang trái, tạt sang phải. Mấy cái nút này thì là mấy cái nút sập chim không quan trọng lắm nha các bạn, nút này sẽ không sử dụng luôn. Thì khi cái máy bay các bạn không cân bằng thì các bạn mới sử dụng mấy cái nút này. Còn muốn nhanh nữa thì các bạn chỉ cần đặt máy bay lên một khoảng, sau đó kéo hàng gạt qua xéo như thế này là nó sẽ tự cali máy bay lại, giúp máy bay cân bằng hơn. Đó, còn đây sẽ là cái nút mà chỉnh chế độ bay các bạn. Thì nếu là bình thường sẽ là chế độ bay tự giữ độ cao, nó rất chi là dễ bay luôn các bạn. Khi các bạn bay lên nó sẽ giữ độ cao luôn, các bạn chỉ cần điều khiển bên đây thôi, tiến lùi trái phải thôi. Đó, còn bấm một cái nữa là nghe tít tít hai lần là chế độ bay bình thường như những chiếc máy bay khác thôi các bạn. Cái đó là không có gì để nói rồi. Còn bấm một cái nữa là nghe tít 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 ba lần là chế độ bay không cân bằng. Đó, khi các bạn đeo kính vô thì bay chế độ không cân bằng là cực kỳ ok nha các bạn. Đó, các bạn muốn trở lại chế độ bay tự giữ độ cao thì các bạn bấm lần cái nữa. Đó, vậy là xong các bạn. Thì tiếp theo các bạn sẽ mở nguồn kính lên để mà kết nối với camera của máy bay, sau đó các bạn đeo kính vô bay. Thì bên hông này nó có mấy cái nút nè các bạn thấy không? Đó, các bạn chỉ cần nhấn cứng vô chữ scan đây là nút mở nguồn, nhấn cứng vô chịu một chút xíu thì nó sẽ mở hình ảnh lên. Nó thì sau khi nó mở hình ảnh lên thì nó sẽ tự kết nối với con E013 Plus với các bạn. Thì con này nó tự kết nối sẵn rồi, nếu mà không kết nối thì các bạn dò thôi, bấm vô chữ cam lần nữa thì tự dò thôi, rất chi là đơn giản đó các bạn. Đó, các bạn thấy không, hình ảnh của con E013 Plus thì theo như mình cảm nhận thì nó cũng khá chi là ok nha các bạn. À, mình sẽ quay một tròn cho các bạn xem nè. Đó, đó, rất chi là ok nha. Nó thì bây giờ các bạn chỉ cần đeo kính vô bay thôi, nó rất chi là đã nha các bạn, giá rẻ nữa các bạn ơi. Nó thì như mình đã nói thì con này có một chức năng là tự lật lại nè, mình sẽ thí nghiệm cho các bạn xem nè. Thì khi các bạn bay mà nó tự lật như thế này đi, nó lật ngửa như thế này, thì trên tay điều khiển khi các bạn bấm khởi động motor thì nó sẽ tự lật luôn các bạn. Đó, mình sẽ bấm một nút chỉ R cái nè. Đó, nó sẽ tự lật luôn. Các bạn thấy không, cực kỳ ok không? Tấm cây nó tắt nè, mình sẽ làm lại cho các bạn xem nè. Đó, khi các bạn bay mà lỡ té lật ngửa gì phải không, thì các bạn phải đi lại lụm nó mà lật nó lại, không cần nữa các bạn, chỉ cần các bạn bấm chỉ R thôi. Nó tự lật luôn. Rất chi là ok các bạn. Đó, ok, thì bây giờ sẽ bay thử vài vòng và xem kính FPV này sẽ như thế nào nha. Đó, thì bây giờ sẽ tiến hành bay thử nha các bạn. Đó, thì trước tiên các bạn ghim pin vô máy bay nè. Đó, rồi sau đó các bạn đặt máy bay lên mồm phẳng. Rồi sau đó các bạn sẽ mở nguồn tay điều khiển lên. Đó, đẩy lên, đẩy xuống như là kết nối ok đó các bạn. Thì để khởi động máy bay thì như mình đã nói thì các bạn chỉ cần bấm vô chữ R đó thôi là máy bay chúng ta sẽ khởi động. Rồi sau đó các bạn bay lên thôi. Thì bây giờ mình sẽ bay thử thêm như thế nào nha các bạn. Thì ở cái chế độ bay đầu tiên sẽ là chế độ bay tự giữ độ cao, nó sẽ bay ok hơn cho dành cho các bạn mới chơi nha. Nó thì bây giờ mình sẽ bay thử lên xem như thế nào nha. Nó thì bây giờ mình sẽ khởi động máy bay nè. Nó sau đó bay lên nè. Đó, thì nó sẽ tự giữ cái độ cao đó nha các bạn. Các bạn chỉ cần điều khiển tới lui trái phải thôi. Đó, các bạn thấy không, nó sẽ tự giữ độ cao, có thể là đứng yên một chỗ luôn nha các bạn. Nó hôm nay rất là gió nữa các bạn, nhưng mà coi bay chúng ta bay cũng khá là ổn nè. Đó, các bạn thấy không, bay rất là ok nha các bạn. Đó, mình không điều khiển càng ga đúng không.
nó sẽ giữ cái độ cao đó luôn. Đó, rất chi là ok nha các bạn. Đó các bạn thấy không, gió đang rất là mạnh luôn đó, nhưng mà con máy bay chúng ta cũng bay ổn định nha các bạn. Đó các bạn thấy không, cực kỳ ok nha. Đó thì bây giờ mình sẽ test ở chế độ thứ hai các bạn, là chế độ bay bình thường những chiếc bay khác đó, nó sẽ không giữ độ cao nữa. Nè bấm nè, bấm như chữ mod nha. Nó thì giờ đang là chế độ bay bình thường này các bạn. Nó sẽ không giữ độ cao nữa mà nó sẽ tự lên tự xuống. Đó, thì khi các bạn bay FPV, các bạn mới bay lần đầu tiên thì mình khuyên các bạn nên bay ở chế độ bay này nha, ở chế độ thứ hai nha. Là chế độ bay bình thường như những chiếc bay khác đó. Nó còn chế độ thứ ba sẽ là chế độ bay Astro Mode, là chế độ không cân bằng các bạn, nó hơi khó nha. Thì bây giờ mình sẽ test thử luôn nè. Đó thì đang là chế độ bay không cân bằng nha các bạn. Nó chế độ bay không bằng nó rất là khó bay nha. Khi nó nghiêng về bên nào nó sẽ nghiêng về bên đó luôn. Đó các bạn thấy không, chỉ chế độ bay này khi chỉ bay là với kính FPV thôi nha, bay bình thường rất là khó nha các bạn. Đó thì mình sẽ trả lại chế độ tự giữ độ cao đi các bạn ơi, bay quá khó rồi. Quá gió rồi các bạn ơi. Đó ok, thì bây giờ mình sẽ đeo kính FPV và bay thử xem như thế nào nha các bạn. Nó thì khi các bạn đeo kính FPV thì mình khuyên các bạn bay ở chế độ bay thứ hai, nó thì là sẽ bay rất là dễ và cực kỳ đơn giản luôn nha các bạn. Đó các bạn thấy không, hôm nay là rất là gió luôn nè, nhưng mà con máy bay mini chúng ta cũng bay khá là ok nha các bạn. Đó ok, thì bây giờ sẽ đeo kính FPV và bay thử nha.
Đó, các bạn vừa xem cái video mà mình bay con E013 Blood cũng như là test chất lượng hình ảnh của cam FPV. Nó thì các bạn thấy tuy là nhỏ gọn nhưng mà chất lượng hình ảnh của nó cũng như là bay trong nhà lẫn ngoài trời là cực kỳ ok nha các bạn. Nó thì những bạn mà mới chơi mua sản phẩm này thì mình khuyên các bạn nếu một đeo kính FPV tập bay á, thì nên bay ở chế độ thứ hai. Đó chính là các bạn chỉ cần bấm vô chữ mode một lần, nó sẽ nghe tít tít hai lần, đó là chế độ bay bình thường như những chiếc bay khác. Thì lúc đó các bạn đeo kính FPV bay cực kỳ dễ dàng và đơn giản nha các bạn. Nó thì mình sẽ tạm ngừng video ở đây. Các bạn muốn mua sản phẩm này thì các bạn lên bangood.com nha. Chút xíu mình hướng dẫn các bạn mua. Đó thì nếu thấy hay thì các bạn like và đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo nha các bạn. Đó ok, bye bye tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye. Thì để mua cái sản phẩm E013 Blood thì trong phần mô tả video mình có để đường link đó, các bạn chỉ cần link vô đó và mua thôi nha các bạn. Mua như trên Shopee thôi. Hoặc là các bạn vào bangood.com, nó trang web như thế này. Rồi sau đó các bạn tìm kiếm một này nè, đánh chữ E013 vô thì nó sẽ ra cái sản phẩm E013 Blood mà mình vừa review. Đó, sau đó các bạn click vô cái sản phẩm mà mình muốn mua đó. Hoặc là cái sản phẩm nào các bạn thích thì các bạn tìm kiếm trên đó. Thì lúc này nó sẽ kêu các bạn chọn màu cũng như là có kính FPV không hay là bao nhiêu pin nè. Đó, ở đây mình chọn màu đỏ thì bấm màu đỏ. Với kính Google là kính FPV đó. Còn nếu các bạn có kính rồi thì các bạn chọn không có Google. Đó, dưới đây sẽ là 3 pin, 2 pin cho tùy các bạn. Đây là 3 pin thì giá sẽ là 1.085.000 cho cái sản phẩm E013 Blood mà không có kính FPV. Rồi sau đó các bạn bấm vô chữ mua ngay. Thì lúc này nó sẽ kêu các bạn tạo tài khoản Banggood. Thì các bạn bấm vô chữ tạo tài khoản của bạn nè. Đó thì lúc này các bạn sẽ bấm trên này đăng nhập cái tài khoản Gmail mà các bạn đang sử dụng đó, a@gmail.com đó, cái tên gì đó thì các bạn đăng nhập vô đây. Đó, cái Gmail các bạn đang sử dụng nó đăng nhập vô đây, rồi các bạn tạo mật khẩu mới ở đây, xác nhận mật khẩu mới, rồi mã xác nhận thì các bạn đánh mấy cái dãy số bên này vô đây. Đó, rồi sau đó các bạn tích vô dòng ở đây, tôi đồng ý nè, rồi bấm chữ tạo tài khoản. Thì sau khi tạo tài khoản xong thì các bạn sẽ mua hàng giống như trên Shopee của bạn. Các bạn đăng nhập cái địa chỉ của bạn vô nơi bạn ở đó, rồi cũng như là số điện thoại này kia, rồi mã bưu điện này kia các kiểu, rồi sau đó các bạn chọn là giao hàng tặng nhà và thu tiền. Nó ship COD đó, thì các bạn mua một sản phẩm mà trên 707.000 thì Banggood sẽ free ship cho bạn luôn. Đó, các bạn muốn mua mà được giảm 10% á thì các bạn sẽ tải cái Banggood này nè về điện thoại của bạn, sau đó các bạn mua trên điện thoại giống như mua trên Shopee đó thì sẽ được giảm 10% cũng như là miễn phí vận chuyển luôn, rất chi là ok các bạn. Đó thì hôm khác mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cặn kẽ hơn về cách mua hàng trên Banggood nha.